Phương có rủ Phương á là hôm nay được một mớ cá bóng rất là ngon luôn, lâu lâu mới được một lần nên là mẹ rủ Phương á sẽ kho khô tiêu để mà đãi cả nhà. Sẵn Phương đang ở trên sông nè, giờ Phương sẽ đi lại đằng cái đám lục bình non ở đằng kia. Phương hái ít ngó lục bình với có mấy bông lục bình rất là đẹp nữa, rồi Phương lên Phương làm món ăn mời cả nhà được bày cá bóng ngon luôn nha. Giờ Phương để cái này lên trên đây cái đi, rồi giờ mời cả nhà đi với Phương nha. Đi lại phía đây nè, ở đây có cây đi từ từ thôi. Cái mình hái mấy cái ngó lục bình non á cả nhà. Tại mọi khi thì Phương đứng ở trên bờ á, Phương dối ra không có tới. Mình đang ở dưới sông nè, cái mình hái nó dễ hơn, mình lựa được nhiều ngó hơn. Phương có quay cho cả nhà xem cái bữa đó mình đi hái ngó lục bình nè, mà hái ở trên bờ đó, cái không có lựa được, hái có một ít hả. Mình hái cái đọt này nha đây nha. Lục bình này thì không có phân thuốc, không có gì hết hết trơn á. Mình ăn rất là dễ luôn. Ê, chim gỗ. Ngoài ra cái lục bình này ở ngoài ăn ngó, ăn bông ra cũng sâu. Thì cả nhà biết sao không, còn một món nữa nha, còn bằng cái này nữa nè, cái cọng này nữa nè, đây cái cọng này nè cả nhà, cái cọng này nè là mình xào mỡ nha, mình xào tỏi nha, xào tỏi là cực kỳ ngon luôn, đây cũng là đặc sản luôn á, cái cọng này nè, cọng này nè, cái cọng này mình chỉ hái cọng này thôi, cọng này già rồi, nè những cái cọng non giống vậy nè cả nhà. Nó đẹp cọng thuốc mép trong kìa, mép trong tay con ngay chỗ cái đầu cây đó đó. Đó đúng rồi, cọng non vậy nè cả nhà. Cọng non là nó trắng trắng. Nó màu trắng như vậy nè, cọng già thì nó đen vậy. Cọng này thì mình ăn nó không có ngon bằng cọng non này, non thì nó ngọt hơn. Mình xào ăn rất là ngon luôn. Xào tỏi á. Để hôm nào đi cái Phương sẽ xào tỏi. Mời cả nhà. Giờ thì Phương thích ăn ngó lục bình hơn. Phương cướp cho ra thôi, hồi nữa mình lên trên á, cái mình sẽ cướp kỹ hơn. Đây mẹ ơi. Mẹ bơi ơi, mẹ đừng đi. Mẹ bơi á. Cây nè. Ôi ơi, cái bông lục bình nó bự mẹ ơi, đẹp cơ kìa. Tím thiên biết luôn. Ôi, đây có gông đuôi trộn nữa nè Phương. Dạ. Đó. Ôi, ôi, đẹp. Ôi. Biết sao không, nó bự quá mẹ ơi. Nè. Yeah. Tặng cả nhà nè. Đẹp. Kìa đằng kia bông nữa kìa. Cầm đi cầm để mới nó dập. Nó dập ổn luôn á. Ôi ở trong kia ăn bông nữa. Rồi, chúc Phương bữa nay đi hái bông tặng cả nhà. tặng cái nhà Hương Trần cho hai mẹ con một lượt like, lượt đăng ký nha. Hái bông. Sao lên trên nó hái bông trên nó nữa. Để con đi lên. Ở đây có cái gốc cây. Trời ơi. Ui da. Ai cắm câu vậy Trừng? Cắm câu quên cứu ông trời ơi.
con ấy lên để không coi nó móc á. Đúng không xong. Nè mẹ. Đây. Để không coi nó móc. Ơi, đứng đó tặng cả nhà luôn đi. Tặng cái nhà nè. Hai tay đàng hoàng. Nè mẹ. Ok. Có một cái clip làm clip dăn lưới ở ngoài ruộng đó cả nhà, bức hoa trên đồng tặng cho cả nhà mùa nước nổi. Mẹ nhớ dùng con cái gọi làm bức bông ở ngoài đồng, làm vòng hoa trên đầu dăn lưới đó cả nhà, đang ngồi bờ đê nữa đó. Đang làm vòng hoa đội trên đầu rồi thêm hoa tặng cho cả nhà nữa. Ôi bông bình này non hết tiết luôn. Non quá. Tặng cho cả nhà. Tặng cho cả nhà tại vì miền Tây sông nước của con thì không có hoa gì mà đẹp bằng hoa lục bình hết á. Nên là con tặng cho cả nhà. Tại vì hồi trước thì có cha, bây giờ thì chỉ còn có mẹ thôi. Rồi ngoài mẹ ra thì người thân của Phương á thì cũng chỉ có những cô chú với khán giả xem clip của Phương thôi. Nên là Phương thấy hoa đẹp nhất thì Phương tặng cho cả nhà. Ủa nhảy non lên nè. Một số cô chú có bình luận ở trong kênh của Phương á, hỏi sao á Phương lại chọn một cái cuộc sống như thế này, ở quê như thế này mà mình không có chọn mình đi làm một cái công việc gì khác nữa. Thì thật sự mà nói cả nhà biết sao không, đối với Phương á thì Phương sinh ra và lớn lên ở cái vùng đất miền Tây. Nếu như mình chọn một công việc khác hay một cái cuộc sống khác tốt hơn vẫn được, nhưng mà đối với Phương á thì mình sống ở trên đời này là một cái cõi tạm mà. Thì khi mà mỗi ngày mình sống, mình trôi qua một ngày như vậy á thì mình cảm thấy rằng mình thoải mái với cuộc sống của mình cảm thấy rằng cái cuộc sống hiện tại của mình nó có niềm vui ở trong cái suy nghĩ của mình, trong thâm tâm của mình, thì mình tiếp tục với cái cuộc sống đó của mình. Chứ nếu như chọn một công việc khác thì vẫn được, nhưng mà nó không thoải mái, nó không có niềm vui với mình thì thôi, mình cứ sống cái cuộc sống này của mình đi, đến hết một cái cõi tạm này mình trả hết nợ đời nợ người là được, và phải không cả nhà? Này mình Phương được mớ nè, cái mớ bông bình đó đó. Hôm nay nè, hôm nay cuộc sống của hai mẹ con Phương nè, còn một mớ cá đằng kia nữa, giờ thì sẽ lên nè làm món ăn nè. Rồi một ngày hôm nay là bữa cơm của hai mẹ con Phương sẽ trôi qua như vậy, và ngày mai mình lại tiếp tục mình tìm những cái thức ăn, những cái món ăn và những cái cuộc sống mới của mình nữa. Giờ Phương lên nha. Đã mặn nó, mình ớt nó nãy giờ rồi nè cả nhà, ớt cho nó thấm gia vị để mình kho cua tiêu. Nay kho cho ngoài đất luôn.
xì miếng tỏi cho nó thơm. Bên mình kho cá, bên mình luộc tôm. Này sôi lên này, Phương dặn nhỏ lửa để cho nó ngấm từ từ. Để Phương đi nấu cơm nha. Là cái phần hoa lục bình với lại là ngó lục bình Phương đã luộc rồi nè, tí xíu nó đặng mình ăn kèm luôn. Cả nhà thấy ngon không? Cái này nó đặt xuống luôn nè, ui chỏ. Đặt xuống luôn cả nhà ơi. Này chín lắm. Này mình chở rồi. Thôi cơm bên kia cũng vàng hết luôn rồi.
cho nhân khách hàng. Mấy con tôm nó chín ngoài. Cả nhà ơi, chín rồi, để con dọn ra ngoài cả nhà luôn. Nè, quên cho miếng tiêu lên nữa chứ. Tiêu là con cho vô hũ sẵn nha. Cắt lên. Hôm nay Phương xin mời cả nhà cùng dùng cơm với hai mẹ con. Món đặc biệt hôm nay là mình có cá bóng kho khu tiêu. Này kho theo cách của hai mẹ con mình đơn giản thôi nha cả nhà. Kế đó là mình có thêm được một ít con trôm càng xanh mà mình dở 12 cửa ngục dính được nè. Phía dưới đó thì mình có ngó lục bình luộc. Mình ăn kèm với là hoa lục bình nữa. Đặc biệt hôm nay muốn giới thiệu đến cả nhà thêm món hai mẹ con mình có nữa là cái này là kêu bằng mắm ruột. Mắm ruột này mắm Thái đâu đó cả nhà. Thì làm từ là đu đủ. Đu đủ mình trộn chung với là thịt cá lóc. Mình có chanh, đường, ớt, bột ngọt rồi. Cái mình trộn chung với cá lóc rồi cái người ta bán cho mình á, cái mình mua về rồi mình trộn thêm rồi mình ăn thôi. Đây cả nhà ơi, mình có muối tiêu với ớt nữa. Nặn vô miếng chanh nặn tí xíu nữa mình chấm cơm ăn. Cơm đi mẹ. Hôm nay phải mời cá bóng cả nhà trước. Đây nè. Ôi, nguyên con luôn. Kèm cho phục ớt. Đây, món đặc biệt hôm nay mời cả nhà cùng dùng cá bóng khô tiêu với hai mẹ con mình nha. Nhưng mẹ. Ừ. Ăn mẹ không con. Mời cả nhà. Cá bóng ngon, mình nhai luôn xuống luôn. Mọi người mình cơm thế mà. Món ruột cả nhà ơi. Đây món ruột của Phương luôn á. Kẹp vô. Mắm cá lóc, mắm Thái á. ngon. Bông bình cả nhà ơi. Không có thật sao. Ngon. Rất lâu mới ăn được cá bóng.
Tiếp lâu lâu nó trúng được bài nhiều vậy luôn á. Bài cái nhà. Tôm xong với gan luôn rồi. Mấy gà để tạch đều với bu vô kìa. Tiêu cây cây ăn ấm bụng. Nè mấy con Ngọc cho. Mời cả nhà nha. Hai con Ngọc thôi nè. Con nhảy to nè. Ủa hấp. Nó lâu quá mẹ. Ủa mẹ nó ngon. Phương là Phương sẽ ăn cơm trước. Ăn cơm xong cái bắt đầu mình sang mà mình lột tôm mình ăn hơi một luôn, rất là ngon luôn. Này. Này đi nói nha. Cái phỏng cái cô hủ ngon ngon hơn là đặt cái mình đó. Dạ. Không. Mình nhớ rằng là sao ngon bự quá bị bể rồi luôn hả? Bể đầu cũng ngon kìa. Con thì con sẽ ăn nữa. Đây con đang lọc nè. Con bình nó ngon quá.